tú eres bella con la papaya. No digáis nada, no os entendería. Hi, xin chào các bạn đã đến với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ nãy mình ra clip rồi, bây giờ tiếp tục thì mình sẽ hướng dẫn những cái sự kiện mới. Mình mới làm xong sơ qua về sơ bộ, nó mình cũng đã nhận khá là cũng nhiều rồi. Thì đầu tiên thì các bạn nhìn nhân vật và đồ mới thôi. Tiếp theo thì các bạn ấy mình ghép này mình cũng không rõ, hình như phải chơi PvP. À, các bạn phải chơi đấu người một lần mới có thể nhận được cái bánh này. Cái này thì mình chưa rõ. Thì các bạn ấn ngẫu nhiên thì nó sẽ nhận. Lúc nãy thì mình cũng chưa chơi qua thử những cái luật của nó là nó, mình dịch những cái từ tên này ra là tức là các bạn phải giết được một người chơi chế độ giết người trong chế độ PvP mà giết được mình không rõ nữa, các bạn cứ chơi giết được nhiều người thì các bạn hãy vào mở cái này thử coi, hình như 66 người thì phải hay cái gì đây mình cũng không rõ, thì riêng cái đấy là mình không rõ thôi. Còn cái tiếp theo là cái lật thẻ này, thì các bạn ấy chơi chế độ các bạn ấn vào và các bạn chơi chế độ các bạn chơi đủ cái chế độ, mình chơi zombie, mình chơi đấu người các thứ và mình vào lật nó cho lật hết đây, mình cũng không biết là nó như nào nữa. Còn dưới này mình cũng không rõ, hình như ngày thứ một, ngày thứ hai, ngày thứ ba hay sao ấy. Các bạn cứ vào nhận thứ thôi, các bạn chơi chơi hết chế độ rồi các bạn vào nhận thứ, mình cũng chơi hết chế độ rồi mình vào nhận thứ nó cũng cho. Còn sự kiện thẻ vàng này thì từ 0 giờ đến 11 giờ ngày hôm nay và tiếp tục thì sẽ là cái sự kiện nhận 88 kim cương. Thì các bạn ấy vào cây áo kép mờ tím thì các bạn hãy tích vào thôi, tích vào và nhận bình thường thôi. Rồi các bạn hãy tích vào cái nút này thôi, đơn giản mà, tha thu mà. Rồi các bạn chỉ cần ấn vào là nó có thể nhận. Của mình đã nhận rồi các bạn, lát mình vào thư cho các bạn xem là mình đã nhận chưa nhá. Còn dưới này thì chắc là điểm dân theo từng ngày hay sao ấy, không rõ nữa. 15 ngày nó ghi 15 này, chắc là vậy, các bạn ngày nào cũng vào thử xem. Rồi mình cũng hiểu sơ sơ thôi, không rõ lắm. Còn cái này thì mình cũng không rõ nốt luôn. Rồi, như vậy là mình đã hoàn thành hướng dẫn các bạn rồi. Để các bạn, bây giờ mình sẽ vào thư các bạn thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Đây là những cái món mà mình vừa nhận được. Vâng, 88 kim cương rất là ngon. Lát nữa mình sẽ vào trong tất cả các khác mà mình sẽ nhận. Và ao kép mờ tím các thứ rất là ngon nha các bạn. Đã thật. Lát mình sẽ vào những cái khác để nhận. Rồi, các bạn nào có những khác thì các bạn ấy chơi vào nhìn như thế có nhiều kim cương thôi. Rồi, vậy mình sẽ kết thúc clip tại đây, các bạn xem nhớ like và share clip này để mọi người cũng biết đến cái sự kiện mà nhận quà nha các bạn. Rồi, bye bye các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip về sau, coi cái clip nào chưa nhận nè. Chắc là ok rồi thôi. Mình sẽ bye bye các bạn nhá. Vâng, chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại nhá.